Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Sáng sớm hôm qua, thứ tư một trận động đất 6,9 độ Richter xảy ra tại quận Ngọc Thụy, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, làm ít nhất 480 người thiệt mạng. CCTV cho biết ngoài số người chết và mất tích là 480 người, khoảng 10.000 người bị thương. Cơn địa chấn xảy ra lúc 8 giờ sáng. Theo giờ địa phương, nhiều người còn bị chôn vùi trong đống đổ nát vì nhà sập. Khoảng 700 binh sĩ đang nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà sập và hơn 5.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả nhân viên y tế, đang được điều đến khu vực thiên tai. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là cứu học sinh. Trường học luôn là nơi tập trung nhiều người. Kang Jip-hu, sĩ quan quân đội tham gia cứu hộ ở Juhu cho biết, hơn 85% các ngôi nhà ở gần vùng tâm chấn tại thị trấn Giải Cổ bị đổ sập, nhiều con đường bị phá hủy hoặc bị chặn do lở đất, đường dây liên lạc cũng bị gián đoạn, hệ thống đường xá bị hư hại đang cản trở nỗ lực cứu hộ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát Shihojie, một quân cảnh tham gia nỗ lực cứu hộ, cho biết nhiều học sinh tiểu học bị vùi lấp nhưng con số chính xác chưa rõ là bao nhiêu. Chúng tôi chủ yếu phải dùng tay để dọn đống đổ nát vì không có máy móc, cũng không có thiết bị y tế, Shi nói. Người dân tháo chạy ra đường ngay sau cơn chấn động đầu tiên. Trong nháy mắt, nhà đổ sập xuống, trận động đất thật kinh hoàng. Mọi người đổ ra đường, đứng trước nhà họ và cố tìm người thân. Áp dẫn lời Kasuma, phó ban thời sự đài truyền hình địa phương, cho hay. Theo BBC cho biết nhiều người dân bỏ chạy khỏi thị trấn để lên vùng núi vì sợ con đập gần đó vỡ. Giới chức Trung Quốc đang tìm cách tháo lượng nước dự trữ sau khi một vết nứt xuất hiện trên thân đập. Hoạt động cứu trợ cho người sống sót đang được gấp rút triển khai. 5.000 chiếc lều cùng 100.000 áo khoác dày và chăn ấm đang được chuyển đến vùng thiên tai để hỗ trợ người dân chống chọi với những cơn gió lạnh và nhiệt độ khoảng 6 độ C. Có ít nhất 3 cơn dư chấn xảy ra sau trận động đất nói trên. Đợt dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,3 độ Richter và diễn ra chỉ sau đó 36 phút. Theo AFP, vùng núi cao và hẻo lánh của Trung Quốc, nơi sinh sống của đa số người Mông Cổ và Tây Tạng, thường xảy ra động đất. Năm 2008, một trận động đất 8,2 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên gần đó làm 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Thưa quý vị, đợt lũ kéo dài một tháng ở Trung Quốc khiến 29 tỉnh, thành phố chìm trong biển nước. Hôm qua, Cục Thủy lợi tỉnh Hồ Bắc lần đầu tiên thừa nhận 1.259 hồ chứa trên địa bàn tỉnh này đang xả lũ toàn lực để hạ lưu lượng nước lũ về hồ chứa, trong số đó có đập Tam Hiệp. Bây giờ, đường phố của thành phố Vũ Hán đã có thể chèo thuyền, và một số cư dân mạng đã tung tin rằng đã có nhiều vụ người dân bị điện giật chết. Vào 2 ngày trước lệnh xả lũ từ Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đăng trên Internet, hình ảnh cho thấy lệnh điều động được ban hành lúc 4 giờ chiều ngày hôm kia, yêu cầu tập đoàn Tam Hiệp phải xả lũ từ 8 giờ tối hôm đó. Việc xả lũ của đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ khiến vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử vốn đã chìm trong nước càng trở nên tồi tệ hơn. Vào ngày hôm qua, Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc tuyên bố rằng 1.259 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá mực nước giới hạn lũ và đang xả lũ toàn lực. Ngay lập tức, ở Đằng Dương, Hoàng Cương, Quảng Thủy và những nơi khác ở Hồ Bắc nước sông dâng cao, lũ lụt trên núi bùng phát và đất canh tác bị ngập lụt, hồ Tùy Châu tràn qua đường và các đường phố của thành phố Vũ Hán có thể chèo thuyền đi trên phố. Đoạn video cho thấy nước lũ đang cuộn trên đường phố Vũ Hán, nước ngập đến thắt lưng, ô tô chìm trong nước, trôi lềnh bềnh trong phố. Cư dân mạng đã chỉ trích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng các hồ chứa để xả lũ vào mùa lũ và trữ nước vào mùa khô. Đó là một âm mưu mưu cầu của cải và cái chết. Kể từ tháng trước, khí hậu ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Phạm vi thời tiết nắng nóng cao nhất trong năm nay xảy ra ở phía Bắc. Mưa lớn gây thiên tai ở 16 tỉnh phía Nam. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3,7 triệu người bị ảnh hưởng. So với số liệu thống kê ngày hôm trước, chỉ chưa đầy một ngày hôm sau, sẽ có sự gia tăng đột biến của 1 triệu nạn nhân và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,94 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 19 tỷ đài tệ. Người dân trong khu vực bị thiên tai chỉ trích rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không làm gì trước trận lũ lụt quy mô lớn như vậy, và các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đưa tin về tình hình lũ lụt tại đó, chứ đừng nói đến việc xem hoạt động cứu trợ thiên tai của chính phủ. Gần đây, những trận mưa xối xả đã gây ra lũ lụt thảm khốc ở miền Nam Trung Quốc, 130 con sông nước dâng trên mức cảnh báo, 21 tỉnh bao gồm Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam đã bị nước ngập rất nghiêm trọng, với các thành phố bị ngập lụt, nhà cửa bị sập, đường xá bị sụt lún tạo thành các hố lớn, sạt lở đất và hoa màu bị hư hỏng. Một người bạn viết trên Twitter đã đăng vào ngày thứ tư rằng, Hồ Nam đã hơn 50 năm không có một trận mưa lớn nào, và đến nay mưa đã trút xuống liên tiếp trong 4 ngày 4 đêm. Có quá nhiều hiện tượng thiên thể bất thường trong năm nay, và sự đau khổ của người Trung Quốc mà người dân sẽ bị trừng phạt.
và kèm theo đó là một đoạn video về lũ lụt, trong đó người đàn ông gào lên đau buồn, mưa đủ rồi. Anh Gua, cư dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết, ở Chu Châu cũng có mưa lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, nhưng báo chí chính thống không đưa tin. Cho đến nay, họ đưa tin tốt chứ không đưa tin xấu. Khi nào mưa lớn, gần sông Dương Tử là hạ lưu sông Tương Giang cùng nhau có lũ, năm ngoái cũng có lũ. Tôi ở bên sông Tương Giang, nước cũng lên rất cao, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức cao nhất như vào năm ngoái. Gần đây, Quảng Tây hứng chịu những trận mưa xối xả, hồ chứa Thanh Thạch Đàm lớn nhất trong khu vực xả lũ, khiến hạ lưu huyện Dương Sóc bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng, mất mạng, mất nước, giao thông bị gián đoạn, nhưng các quan chức không nói gì về việc xả lũ từ hồ chứa. Ông Wang, một công dân Quế Lâm, cho biết thành phố Quế Lâm, Li Pu, Giang Huo, Tinh Le và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Thông báo chính thức chỉ tiết lộ số người chết là 48 người, chính quyền họ đã che giấu con số tử vong. Anh Vương, người dân Quế Lâm, Quảng Tây nói, xả lũ chắc chắn sẽ gây ra lũ lụt rất nghiêm trọng, năm nào cũng có người chết vì lũ lụt, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Sự kiện lớn như vậy nhưng không được phát sóng, cũng không có huy động xã hội, chính quyền nơi đây đã nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ mất mát của người dân. Hệ thống thoát nước là trái tim của một thành phố, vì nó không được sửa chữa nâng cấp tốt nên đã xảy ra rất nhiều thảm họa kéo theo nó. Gần đây, Quảng Đông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nơi bị lũ bao vây. Từ hai ngày qua, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông có mưa lớn, Mạnh Châu Ba và các hồ chứa khác liên tiếp mở cửa xả lũ. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, mái dốc của nhà máy điện Bạch Châu Thiều Quan bị sập do mưa lớn, gây hư hỏng các đường ống áp lực của nhà máy điện, một phần quốc lộ G323 bị lũ cuốn trôi. Anh Giang đến từ Huệ Châu, Quảng Đông cho biết, khu vực ngập lụt rất rộng, nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ và một số ngôi nhà bị sập. Hệ thống thoát nước bị hư hỏng không thể thoát nước kịp thời và tình trạng này xảy ra mỗi năm một lần. Một khi nó đi qua thì không có cách giải quyết, nhiều chính phủ đã không làm gì cả. Tôi còn không thấy có báo cáo chứ đừng nói đến cứu trợ thiên tai. Những chuyện về người da đen ở Mỹ đều được đưa tin rầm rộ, còn người chết ở chỗ chúng tôi cũng không đưa tin. Trong khi lũ lụt xảy ra ở phía Nam, nhiều tỉnh thành phía Bắc hứng chịu đợt nắng nóng với biên độ cao nhất trong năm nay. Kể từ ngày hôm kia, đã có thời tiết nhiệt độ cao kéo dài trên diện rộng ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hải, Thiểm Tây, Đông Bắc Trung Quốc, Nội Mông và những nơi khác. Dự báo thời tiết cho biết, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây và các nơi khác sẽ có nhiệt độ cao. Đồng thời cường độ nhiệt độ cao cũng tăng lên, có khu vực vượt qua 41 độ C, đợt nắng nóng cao này vẫn sẽ khô và nóng. Nhiệt độ bề mặt có thể lên tới 55 đến 60 độ C vào buổi chiều, thậm chí có khu vực vượt ngưỡng trên 70 độ C. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đại lục nhiều nơi tiếp tục hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Những cơn mưa xối xả tiếp tục đổ xuống các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc và lũ lụt đe dọa trực tiếp đến đập Tam Hiệp. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 9,8 triệu người ở 25 khu vực bị ảnh hưởng, 862.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Mưa lớn liên tục đã gây ra trận lở đất ở Mai Long Câu, thị trấn Ban Phan Men, huyện Gian Ba, khu tự trị Tây Tạng Ganji, Tứ Xuyên. Vào sáng sớm ngày cuối tuần vừa qua, dòng nước bùn cuồn cuộn chảy từ trên xuống dưới, chặn sông Tiểu Kim Xuyên và tạo thành một hồ chắn. Lở đất kéo theo xe ô tô nhanh chóng đổ xuống. Không lâu sau, hồ chắn nước bắt đầu tràn bờ, nước sông mang theo phù sa cuốn trôi làng mạc hai bên đường. Một cư dân mạng cho biết, hiện tại chỉ có 15 tòa nhà có thể được nhìn thấy và tất cả những tòa nhà khác đã bị cuốn trôi. Ngôi làng này gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Qua bức ảnh có thể thấy con đường đã trở thành sông, các tòa nhà hai bên gần như bị chìm trong nước. Anh Bi, cư dân thị trấn Ban Phan Men, huyện Gian Ba cho biết, hôm nay trời vẫn mưa, một ngôi làng đã biến mất, học sinh đã được chuyển đi, trường học nằm ở hạ lưu đã bị ngập, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Nếu hồ chắn nước bị sập sẽ rất nguy hiểm, mọi thứ sẽ bị cuốn trôi kể cả trường học của họ. Được biết, trận lũ này khá đáng báo động. Con đường ở đoạn Gian Hu Y An của quốc lộ 350 bị ngập hoàn toàn. Dòng sông gần làng An Yang bị chuyển hướng và nhà máy điện Mỹ Long bị cuốn trôi. Anh Mi nói, lũ lụt bị ảnh hưởng khá lớn. Một số ngôi nhà đã biến mất hoàn toàn. Giao thông đi lại bất tiện, không có nhà để ở, đôi khi sẽ bị mất điện. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua. Nếu mưa vẫn rơi, nó có thể ảnh hưởng đến các làng bên cạnh. Bà Trang, một chủ khách sạn ở huyện Gian Ba, Tứ Xuyên, nói với các phóng viên rằng địa điểm xảy ra vụ lở đất cách họ khoảng 20 km và hầu hết cư dân gần đó là người Tây Tạng. Bà Trang cho biết, núi Tứ Nương hướng về phía Tiểu Tân, ở đó đang mưa. Bên hồ chắn nước là khu vực xảy ra lở đất, hai bên đường có rất ít làng mạc và có không có nhiều người trong làng. Đó là một trận lở đất, đất đá trượt xuống đã chặn dòng nước của một con sông tạo thành một hồ nước lớn. Tại khoảng 10 nơi ở huyện Gian Ba, tỉnh Tứ Xuyên, thảm họa lở đất đã xảy ra và những ngôi nhà ở làng An Nương Câu số 1 và làng Quảng Châu ở thị trấn Ban Phan Men về cơ bản bị cuốn trôi. Một nhân viên giấu tên của khách sạn ở thị trấn Hangu cho biết,
đường đến Tiểu Tân đã bị cuốn trôi hoàn toàn, trời mưa rất nhiều, đường giao thông ở nhiều nơi bị sạt lở. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể đến từ hướng Bamiyan, những nơi khác có lẽ là vẫn đang được sửa chữa. Cư dân mạng ở Tứ Xuyên đã tải lên các video cho thấy việc xây dựng cầu Tây Đàn, được chính thức khởi công vào tháng 7 năm ngoái, đã nhanh chóng bị sập sau trận lụt và dự án trị giá 180 triệu đô la đã bị thất thoát. Cư dân mạng đặt câu hỏi, có cần 180 triệu đồng để phá cầu? Một số cư dân mạng cho rằng, thà sập bây giờ còn hơn xây tiếp càng làm tăng thương tích. Không chỉ ở Tứ Xuyên, nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn trong mùa lũ. Đường xá ở Quảng Tây, Giang Tô, Thiểm Tây cũng bị ngập lụt. Cư dân mạng cho biết, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt vào tuần trước và các phương tiện truyền thông chính thức của địa phương đã sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh của họ và hàng trăm phóng viên đã đưa tin về lũ lụt và các thảm họa địa chất ở đây. Tuy nhiên, họ lại bỏ qua một số điều kiện thực tế như mức độ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở đây và việc tái định cư của người dân sau thiên tai, nhu cầu của nạn nhân và việc cung cấp vật liệu cứu trợ thiên tai. Vào tuần trước, Zhe Jianchun, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, cho biết năm nay Trung Quốc sẽ hứng chịu nhiều mưa bão và lũ lụt trong khu vực hơn những năm trước, và lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện có và có thể trở thành ít đen như dự kiện như Nga. Thế giới bên ngoài lo lắng hơn về đập Tam Hiệp. Mặc dù các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận rằng có vấn đề với con đập, nhưng chỉ trong vài năm, mức độ kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp đã thay đổi từ vạn năm một lần, ngàn năm một lần và đập trăm năm có một vì con đập bất khả xâm phạm đã bị biến dạng. Mặc dù các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng biến dạng đàn hồi là một hiện tượng bình thường, cộng đồng thế giới lo lắng rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thay đổi lời nói sau một thời gian. Cư dân mạng cho rằng thượng nguồn của Tam Hiệp bị ngập lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, các hồ chứa nhỏ bị sập khiến Tam Hiệp gặp nguy hiểm. Cần hiểu rằng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử là khu vực kinh tế phát triển nhất Trung Quốc, với dân số 700 triệu người, một khi vỡ đập thì hậu quả khôn lường, trăm triệu người, một khi vỡ đập thì hậu quả khôn lường, trăm triệu người. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại mọi sự chú ý trong khu vực Biển Đông đang đổ dồn hết vào sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, ngày mai Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khai mạc một đại hội mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ được bầu lãnh đạo nhiệm kỳ 3 và vì thế được nâng lên mức cao nhất kể từ thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Hiện tại vẫn chưa thể biết sau sự kiện này đường lối đối nội và đối ngoại sẽ đi theo hướng nào, đặc biệt là chiến lược Đài Loan có được thay đổi sang một hướng khác khi ông Tập nắm quyền lần thứ 3 hay không. Nhưng có một điều khá chắc chắn được giới chuyên gia quân sự nhận định cao, đó chính là Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc chiến giành lại Đài Loan. Theo Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, các cuộc tập trận quân sự mới nhất của chiến đội Trung Quốc gần eo biển Đài Loan cho thấy rằng họ đang chuẩn bị rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chế độ này phải đạt được ưu thế trên không và trên biển trước khi có thể tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào quốc đảo, ông nói thêm. Được biết, trong một cuộc tập trận hồi tháng 8, quân đội Trung Quốc đã sử dụng phà dân sự để vận chuyển các tàu tấn công trong một cuộc đổ bộ giả để chiếm lấy Đài Loan. Hải quân Trung Quốc đã đưa tàu đổ bộ đến một bãi biển của Trung Quốc gần eo biển Đài Loan. Theo các hình ảnh vệ tinh được USA News xem xét và chính thức có mã tên Bột Hải Hàng Thông hay còn gọi là Bohai Hàng Thông. Bohai Hàng Thông là một con tàu chở hàng đa năng 15.000 tấn, khả năng chở hàng của nó gấp 3 lần tàu chiến đấu đổ bộ lớp San Antonio LPT-17 của Mỹ. Các lần đổ bên trong của phà dài 1,6 dặm và rộng 3 mét, trải dài trên 3 boong tàu. Việc kết hợp tàu chiến đổ bộ với tàu dân sự không phải là điều mới mẻ đối với Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều tàu dân sự đã được sử dụng để vận chuyển quân nhu, trong khi một số tàu chở pháo trên boong cũng bắn phá bờ biển. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng để vận chuyển các tàu tấn công là một bước phát triển gần đây. Ông Schuster nói với The Epoch Times hôm 30 tháng 9, điều này cho tôi biết rằng họ sẽ có những bài tập trận trong tương lai. Với tính chất này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là 2 năm trước, họ đã làm điều đó ở quy mô rất nhỏ. Cuộc tập trận này mới đây nhất lớn hơn một chút và tôi nghĩ cuộc tập trận tiếp theo sẽ còn lớn hơn nữa.
vị đại tá hải quân đã nghỉ hưu cho biết cuộc diễn tập mới nhất cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đổ bộ nhiều lực lượng hơn, nhanh chóng hơn qua một vùng biển rộng lớn hơn. Lực lượng đổ bộ của Trung Quốc có thể được tăng lên đáng kể. Quốc gia này chỉ cần thực hành nhiều mà thôi, ông nói. Họ đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc xâm lược Đài Loan. Ông cho rằng, để một cuộc đổ bộ thành công, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải có ưu thế trên không và trên biển. Nếu lực lượng Trung Quốc muốn đến được bờ bên kia, họ sẽ phải đi qua eo biển Đài Loan. Để làm được điều đó, họ cần đạt được ưu thế so với Đài Loan và ưu thế trên không đối với eo biển Đài Loan, ông nói. Thêm vào đó, họ cần có khả năng đảm bảo tàu ngầm không thể thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đó. Vì vậy, khả năng đổ bộ phản ánh giai đoạn cuối cùng của một cuộc tấn công vào Đài Loan. Các giai đoạn trung gian là giành quyền kiểm soát trên không đối với Đài Loan và giành quyền kiểm soát trên không và trên biển đối với eo biển Đài Loan. Ông Sutter nói rằng giới lãnh đạo Trung Quốc hy vọng có thể ép buộc Đài Loan chấp nhận việc tái thống nhất mà không cần quân đội giải phóng nhân dân PLA phải xâm chiếm hòn đảo bằng cuộc tấn công đổ bộ. Ông nói, tôi tin rằng PLA hy vọng rằng các cuộc không kích và tên lửa sẽ phá vỡ ý chí chính trị của Đài Loan. Trong lịch sử, điều đó đã không xảy ra. Nhìn lại trận chiến nước Anh, người Đức cũng hy vọng điều tương tự. Tuy nhiên, nếu như mong muốn tái thống nhất một cách hòa bình của giới cầm quyền Trung Quốc không như mong đợi, có thể Bắc Kinh sẽ phải tiến hành một cuộc xung đột vũ trang như cách mà Nga đã làm với Ukraine để giành lại hòn đảo. Bởi thế, không ngạc nhiên khi có nguồn tin cho biết rằng Trung Quốc đang học hỏi kinh nghiệm của cuộc chiến ở Ukraine để phát triển các chiến lược chiến tranh hỗn hợp chống lại Đài Loan, bao gồm sử dụng máy bay không người lái và áp lực tâm lý. Phát biểu trước Quốc hội, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Trần Minh Đồng cho biết Trung Quốc cũng đang để mắt đến những diễn biến tại chiến trường Ukraine. Ông nói với các nhà lập pháp, năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vay mượn kinh nghiệm của cuộc chiến Nga-Ukraine để phát triển chiến tranh hỗn hợp chống lại Đài Loan, đồng thời tăng cường huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu chống lại những đối thủ hùng mạnh. Được biết, sau cuộc tập trận, Trung Quốc đã mở rộng vùng xám cùng các hoạt động hỗn hợp chống lại Đài Loan. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái, bay gần các đảo do Đài Loan kiểm soát ngoài khơi Trung Quốc và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, ông Trần cho hay. Đài Loan cho biết chiến dịch chiến tranh vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm các chiến thuật bất thường nhằm tiêu diệt kẻ thù mà không cần mở giao tranh, như thường xuyên tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và buộc không quân Đài Loan phải phản ứng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tung hình ảnh quân đội Đài Loan lên mạng để vu khống và tấn công chính phủ, ông nói khi đề cập đến video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 8. Về cấp binh sĩ Đài Loan trên các đảo ngoài khơi do máy bay không người lái quay được, những hoạt động này nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường chiến tranh nhận thức các hoạt động trong vùng xám và các phương pháp hỗn hợp khác tạo thành một hình thức đe dọa mới đối với an ninh quốc gia, ông Trần nói thêm. Trước đó, một giám đốc tình báo quốc gia Mỹ là ông Javier Hanis đã từng trình bày trước Quốc hội rằng mối đe dọa về việc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc đại lục từ nay đến năm 2030 là nghiêm trọng. Ngay từ tháng 5 năm 2018, ông James Fanel, một thuyền trưởng hải quân đã nghỉ hưu, đồng thời là sĩ quan tình báo đã nói với Quốc hội rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phát động một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan chậm nhất là vào năm 2030. Tuy nhiên, ông Scooter tin rằng nếu Đài Loan tích cực xây dựng quân đội, duy trì sự sẵn sàng và sức mạnh của lực lượng vũ trang và Hoa Kỳ đứng vững trong cam kết với Đài Loan, thì Bắc Kinh sẽ không hành động vì họ muốn được chiến thắng nhanh chóng, dễ dàng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài để kéo dài thời gian. Ông lưu ý rằng chỉ có một số bãi biển để lực lượng quân Trung Quốc đổ bộ ở Đài Loan. Ông nói, mấu chốt bắt nguồn từ việc người Đài Loan sẵn sàng tranh chấp không gian trên không và trên biển như thế nào. Nếu câu trả lời là có, thì cuộc xâm lược sẽ đến. Nếu câu trả lời là không, thì nó chỉ trở thành cuộc chiến tranh bờ biển và cuộc chiến tranh bãi biển là vấn đề về khả năng và ý chí chiến đấu. Trung Quốc phải vượt qua các bãi mìn cả dưới nước và trên bãi biển và người dân Đài Loan phải có cam kết rất lớn để tự bảo vệ chính mình và quốc gia. Ông tiếp tục và nói rằng, ông không tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công vào năm 2030, nhưng nếu Đài Loan không tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ của mình thì khả năng đó sẽ ngày càng gia tăng. Hãy nhớ rằng, chiến thắng trong cuộc đổ bộ khẩn cấp đòi hỏi sức mạnh áp đảo. Nếu bạn làm suy yếu ý chí của mình thì cuộc xâm lược không chỉ có thể xảy ra mà còn có thể thành hiện thực.
cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp này cũng hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc tấn công. Ông nói nếu chúng tôi không giúp Đài Loan tự vệ thì chúng tôi sẽ từ bỏ vị trí một quốc gia dân chủ tự do và điều đó làm mất uy tín của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi đã bảo vệ Đài Loan hoặc hứa sẽ bảo vệ người dân Đài Loan tới bây giờ hơn 50 năm. Nếu chúng tôi không giữ lời hứa đó, điều đó sẽ làm giảm uy tín của chúng tôi ở những nơi khu vực khác của châu Á. Nếu Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc và Trung Quốc có cửa vào trung tâm Thái Bình Dương, họ có thể cắt đứt nguồn cung cấp trên biển cho Nhật Bản và Philippines, đồng thời thiết lập quyền bá chủ trên Tây Thái Bình Dương và Đông Á. Vì vậy, từ góc độ chiến lược, chúng tôi phải bảo vệ Đài Loan, xét từ góc độ địa chính trị và góc độ tín nhiệm, chúng tôi cũng phải bảo vệ Đài Loan. Trong chuyến thăm Đài Loan vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Đài Loan. Bà nói ngày nay thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa dân chủ và chuyên quyền. Quyết tâm của Mỹ trong việc bảo tồn nền dân chủ ở Đài Loan và trên toàn thế giới vẫn là kiên định, không lay chuyển. Vào tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên CBS rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu có một cuộc tấn công chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Biden dường như là một sự thay đổi so với sự mơ hồ chiến lược, vốn là đặc điểm của chính sách Hoa Kỳ đối với Đài Loan trong vài thập kỷ qua. Theo chính sách này, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự trong nỗ lực duy trì hiện trạng hòa bình, ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc và ngăn cản Đài Loan đòi độc lập hay không. Ông Scooter tin rằng các mối đe dọa quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã buộc Hoa Kỳ phải từ bỏ sự mơ hồ chiến lược. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình có thể phóng tên lửa xung quanh Đài Loan, tung ra các mối đe dọa quân sự xung quanh Đài Loan và tiếp tục làm như vậy, ông nói. Vì vậy, ông Biden đang cho ông Tập Cận Bình biết rằng hành vi đó là không thể chấp nhận được. Hoa Kỳ sẽ chống lại nếu xảy ra xung đột, vì vậy sự mơ hồ chiến lược chấm dứt không phải vì chúng tôi tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, mà vì hành vi của ông Tập đã buộc chúng tôi phải vượt rào. Mỗi ngày báo Trung Quốc đều có những bài viết về Việt Nam chúng ta. Vừa qua, trên trang mạng Baidu của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết về tình hình các nước xung quanh khu vực, trong đó có Việt Nam. Báo Trung Quốc đã đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ của Indonesia khi cho rằng nước này đã nối gót Việt Nam ngả vào vòng tay Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc đánh giá hành vi này là quá nguy hiểm, Washington đã có thêm đồng minh đắc lực. Báo Trung Quốc viết như sau, sau khi thoát khỏi dịch SARS-CoV-2, nhiều quốc gia đang dần thoát khỏi vũng lầy này để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn cho quốc gia của mình. Nhưng một số nước muốn tận dụng thời điểm nhạy cảm này để cải thiện địa vị quốc tế và tham vọng của họ là rất rõ ràng. Với tư cách là cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ cũng không thoát khỏi tai họa của đại dịch, nhưng họ chưa bao giờ quên tham vọng ban đầu và thường xuyên có những hành động quân sự để chứng tỏ vị thế là một cường quốc. Mặc dù hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ đã gây ra sự bất mãn cho nhiều nước, nhưng vẫn còn có một số nước vẫn tâm lý mù quá nghiêm trọng. Họ chọn đứng về phía Hoa Kỳ, hành vi của Việt Nam là một phép thử tốt cho điều này. Ngoài Việt Nam còn có một quốc gia khác nguy hiểm gấp trăm lần. Họ quyết định đi theo con đường cũ của Việt Nam, gia nhập cuộc chơi với Hoa Kỳ và kết quả là Hoa Kỳ đã khôi phục được một nước có khả năng khác. Quốc gia này là Indonesia ở Đông Nam Á, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, có thành tích vượt trội trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ. Là một quốc gia điển hình cần dựa vào tài nguyên biển để tồn tại, để tìm kiếm vị thế riêng và tiếng nói quốc tế cao hơn. Indonesia cũng đã bắt đầu đi theo con đường cũ của Việt Nam và tỏ ra ưu ái Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ, việc Indonesia đầu hàng có thể mang lại nhiều đảm bảo hơn cho việc thực hiện chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của nước này. Do đó, hai bên vui vẻ đạt được ý định hợp tác. Tham vọng của Indonesia đã dần được phơi bày. Có nguồn tin cho rằng Indonesia đã công khai kế hoạch đưa tàu chiến vào sử dụng với hy vọng hình thành một lực lượng tác chiến hiện đại thông qua động thái này. Ý tưởng của Indonesia có vẻ đơn giản, nhưng nếu Indonesia cuối cùng đạt được một loạt các đột phá, có thể cuối cùng gây ra những phản ứng dây chuyền ở các nước Đông Nam Á và gây căng thẳng ở một số khu vực. Nhiều người có thể nghĩ rằng nếu Indonesia muốn trở nên mạnh mẽ thì không cần phải dựa vào Hoa Kỳ. Indonesia chỉ là mơ mộng, Hoa Kỳ luôn tập trung vào lợi ích của chính mình. Một khi lợi ích của Indonesia xung đột với Hoa Kỳ có thể từ bỏ đồng minh bất cứ lúc nào và Indonesia có thể lúng túng vào thời điểm đó. Và dù vào thời điểm nào thì việc dựa vào sự phát triển của một nước giàu mạnh không phải là một giải pháp lâu dài. Chỉ khi sức mạnh của chính mình thực sự được tăng cường mới là cách làm hiệu quả và khả thi nhất.
Trước đó, báo Trung Quốc cũng đã cho đăng tải một bài viết với chủ đề "Không phải Việt Nam, quốc gia láng giềng với 280.000 binh lính tinh nhuệ đã phơi bày tham vọng và công khai ủng hộ Ấn Độ". Sau khi bài viết này đăng tải, nó đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Báo Trung Quốc đã viết, ngay cả khi nền công nghiệp quân sự trong nước yếu kém và chỉ có thể dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nguồn cung vũ khí trang bị, Ấn Độ vẫn luôn tự tin khẳng định chính mình là có đủ điều kiện để trở thành cường quốc thế giới và để hiện thực hóa giấc mơ trở thành hiện thực. Từ năm 2020, Ấn Độ đã tùy ý đóng quân ở biên giới. Ngoài ra, sau khi trở thành đồng minh mới của Hoa Kỳ và được sự ủng hộ của 5 quốc gia thường trực, thì nước này đã thường xuyên phát động các hoạt động quân sự. Nhưng điều khiến cho Ấn Độ thất vọng là họ đã không cải thiện được vị thế quốc tế của mình, mà ngược lại, họ đã gây ra rất nhiều kẻ thù trong quá trình này. Không thể phủ nhận rằng những nỗ lực to lớn của Ấn Độ dù đã mang lại nhiều người bạn cho họ, một trong số đó là Việt Nam, một quốc gia hiếu chiến. Lý do khiến nước này giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ là hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh quân sự trên biển thông qua hợp tác mua bán vũ khí để chiếm một vị trí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có thông tin trước đó cho rằng Việt Nam đã nói với Ấn Độ họ muốn mua tên lửa siêu thanh BrahMos mà nước này gọi là sát thủ hàng không mẫu hạm. Bạn biết đấy, mặc dù Việt Nam thường chào đón cả hai bên nhưng không có mối đe dọa nào. Trên thực tế thì sức mạnh quân sự đất nước này không hề yếu chút nào. Quy mô của quân đội Việt Nam đã vượt xa 500.000 người. Ngoài ra, Nga khi chưa nhận ra được bộ mặt thật của Việt Nam thì họ cũng đã mua một số lượng lớn máy bay chiến đấu Su-27 của Nga sản xuất. Thậm chí mua một số lượng lớn vũ khí tối tân từ Hoa Kỳ. Có vẻ như một khi Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được hợp tác, hai quốc gia này đầy tham vọng nhất định sẽ gây tiếng vang lớn và khi đó khu vực châu Á có khả năng rơi vào tình thế nguy hiểm. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ còn muốn nhận được sự ủng hộ công khai của một số quốc gia khác, có tham vọng đến mức muốn ngang hàng với Hoa Kỳ, đó là Nhật Bản. Quốc gia có 280.000 quân tinh nhuệ sát cạnh bên với chúng ta, tức Trung Quốc. Các chuyên gia đã hơn một lần đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về mức độ nguy hiểm của Nhật Bản so với tham vọng hóa sói của Việt Nam. Nhật Bản thậm chí còn mạnh hơn. Rốt cuộc, sự phát triển quân sự của đất nước hiện đang diễn biến mạnh mẽ hoặc nó có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Mỹ trong tương lai. Bạn biết đấy, trước đó, Nhật Bản đã viện trợ 6 tàu chiến cho Việt Nam, thậm chí hai bên còn tiến hành các cuộc tập trận chung. Lý do không gì khác hơn là liên kết vì lợi ích. Nhật Bản cũng có thể mở rộng ảnh hưởng trong quan hệ hợp tác với Ấn Độ và Ấn Độ có thể thu được một số lượng lớn thiết bị tiên tiến từ nước này để nâng cao sức mạnh quân sự. Nếu hai nước gia tăng hợp tác, điều đó không chỉ là mối đe dọa quan trọng đối với tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn gây ra rắc rối lớn cho Hoa Kỳ. Có thể thấy trước rằng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phong tỏa họ trong tương lai gần đây. Tóm lại, giữa các quốc gia không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Tôi hy vọng rằng Ấn Độ có thể sớm nhận thức ra thực tế và phát triển tầm thường nếu không nước này có thể trở thành bia đỡ đạn cho các cường quốc. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng báo chí Trung Quốc đang điên cuồng cà khịa mọi quốc gia láng giềng với nước này trong khu vực. Tất nhiên Việt Nam chúng ta không nằm ngoài cái kết đó. Từ Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, báo Trung Quốc đều quy chụp là những quốc gia gây bất ổn khu vực. Thêm vào đó, Hoa Kỳ tiến hành cổ suý, bơm đều thế này, thế khác. Những bài viết như thế này đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Người đọc qua nickname Tosen đã viết, nước nào chẳng muốn trở thành cường quốc, cho nên thế giới bây giờ là những thế giới toàn là những nước hùng mạnh. Nhưng không ai dám hành động hấp tấp, nước yếu hơn sẽ biến thành chiến trường. Nickname Wanji đã viết, bài viết hơi lộn xộn nhưng xuất phát điểm là chính xác. Họ cảnh báo người dân các nước láng giềng có tham vọng của Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ. Trung Quốc phải làm việc chăm chỉ và đủ mạnh để bảo vệ mình khỏi bị bắt nạt. Nickname Lee Ji-woon thì viết, nếu Việt Nam dám manh động thì sẽ bị hạ gục bằng đường biển và đường hàng không. Nickname Quả Táo Đỏ đã viết, bài viết này bị nghi ngờ là xúi dục bất đồng. Mọi người đang đánh nhau dữ dội, thật đáng buồn phải không? Nickname Janji nói, chỉ bằng cách đoàn kết chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, họ mới có thể đối phó với các hành động khiêu khích khác nhau do Hoa Kỳ dẫn đầu và dẫn dắt một thế giới hòa bình thịnh vượng trong tương lai. Người đọc có nickname Bố Già đã viết, điều kiện bên ngoài của Ấn Độ là có nhiều bạn bè và bên trong nước này có nhiều người trẻ. Tiềm năng phát triển của nước này là khôn lường, vượt qua Hoa Kỳ là vấn đề thời gian. Nickname OK8291 đã viết,
Việt Nam mạnh nhưng không có vũ khí hay công nghiệp quân sự quy mô lớn. Nhật Bản có khả năng sản xuất công nghiệp quân sự hoàn hảo và tiên tiến. Người đọc có nickname Tanra Blue thì đã nói, tôi hy vọng Nhật Bản sẽ mạnh mẽ hơn và nước Nhật đầy tham vọng sẽ đánh trả đế quốc Mỹ gấp 10 lần. Nickname Junkie đã thất vọng về nội dung bài viết đã phản ứng lại như sau. Việc đọc nội dung chỉ cần nhìn tiêu đề là biết đang nói về Việt Nam rồi. Còn nickname Tiểu Bang cũng cùng ý kiến, ngay cả tiêu đề bài đăng này cũng không có giá trị, chứ đừng nói đến nội dung. Người đọc có nickname Lee Chu Hao thì đã biết rằng, ở góc độ quân sự hiện đại, chúng ta có thể đánh thắng Việt Nam và Nhật Bản. Còn người đọc có nickname Thỏ TV đã viết, theo biên tập viên này, việc hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ gây ra những rắc rối lớn cho Hoa Kỳ. 4 thập niên sau khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, nhà báo Nayan Chanda, hiện là giáo sư đại học của Asuka, Ấn Độ, đã chia sẻ những quan sát và nhận định của ông về cuộc xung đột trong quá khứ, bài học lịch sử và những mắc mớ trong quan hệ Tây Ba, Mỹ, Việt, Trung hiện nay. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập, nhà báo Nayan Chanda, phóng viên thường trú của tờ Kinh tế Việt Đông, đang đứng ở ngay góc đường, nay là đại lộ Lê Duẩn, để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đánh dấu cột mốc kết thúc của chiến tranh Đông Dương lần thứ hai đã kéo dài hàng chục năm. Khi đó, ông Chanda không bao giờ hình dung được rằng chỉ chưa đầy 3 năm sau, cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba lại nổ ra. Lần này là giữa những người xã hội chủ nghĩa từng cùng chung chiến hào Việt Nam, Trung Quốc, nhà báo Chanda trở thành người ghi chép lại một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà sau này được ông viết thành cuốn sách nổi tiếng Brother Enemy The World After The War, tạm dịch là Anh Em Thù Địch. Cuộc chiến tiếp sau cuộc chiến, xuất bản vào năm 1986, được viết dựa trên những chuyến đi thực địa, những nghiên cứu chuyên sâu và hàng trăm cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo ở cả Hà Nội, Bắc Kinh và Phnom Penh, Washington và Moscow. Brother Enemy được coi là một trong những cuốn sách chân thực và thuyết phục nhất. Nguồn tài liệu không thể thiếu cho những ai muốn tìm hiểu nguồn gốc của xung đột Việt-Trung và nguồn cơn của chiến tranh giữa Việt Nam và Khmer Đỏ. Khmer Đỏ là đối tác lý tưởng của Bắc Kinh. 40 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba kết thúc mà người Việt chúng tôi gọi là chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, phân tích từ nhiều phía liên quan cho đến cuộc chiến này và dường như đến giờ nó vẫn gây tranh cãi. Là một trong những người được chứng kiến trực tiếp giai đoạn lịch sử này, theo ông thì vì sao chỉ 3 năm sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, những người từng gọi nhau là đồng chí, anh em lại trở thành kẻ thù trong một cuộc chiến khốc liệt không kém? Đây là một câu hỏi của một nhà báo dành cho giáo sư Nayan Chanda và giáo sư đã trả lời. Cuộc xung đột Campuchia vô cùng phức tạp, theo nghĩa rằng nó dính líu đến hầu hết các diễn viên quan trọng nhất trên sân khấu chính trị thế giới thời đó. Nhưng trước tiên, nguyên nhân của cuộc chiến đã tiềm tàng từ lâu trong lịch sử. Đế chế Angkor từng trải dài trên bán đảo Đông Dương và từ thế kỷ 17 trở đi, lãnh thổ của nó đã bị thu hẹp dần sau các cuộc xung đột quân sự với Việt Nam và Thái Lan. Ngay sau khi chiến tranh Đông Dương lần thứ hai kết thúc vào năm 1975, Khmer Đỏ vẫn cho rằng mình đã sẵn sàng để khôi phục đế chế Angkor hùng mạnh năm nào. Trước sự phản đối của các thành viên truyền thống từ mối quan hệ với Việt Nam, Pol Pot và Tay Chân đã tiến hành cuộc thanh trừng nội bộ, đồng thời triển khai hàng loạt các cuộc tấn công sát hại dân thường vào các làng mạc Việt Nam dọc biên giới từ sau năm 1975. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1977, chế độ Pol Pot đã công khai cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Lúc này, cuộc chiến đã trở thành khó tránh khỏi, mặc dù vẫn là bí mật vào thời điểm đó. Vào tháng 1 năm 1978, Việt Nam đã quyết định bắt đầu chuẩn bị cho việc loại bỏ chế độ Pol Pot. Năm 1978, Việt Nam đã quyết định dỡ bỏ bức màn về cuộc chiến tranh biên giới với những người từng là đồng chí của mình, những người lúc bấy giờ đang cướp đi hàng trăm mạng sống của người Việt Nam. Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên chứng kiến sự tàn ác của Khmer Đỏ trong một chuyến đi tới Sài Gòn tháng 3 năm 1978. Tôi bị một cán bộ ngoại giao Việt Nam đi kèm đánh thức từ sớm. Tôi được đưa vội đến sân bay, nơi tôi cùng hai phóng viên nước ngoài khác được đưa lên một chiếc trực thăng Chinook đã dỉ xét với những ô cửa sổ chống hoác. Theo lệnh của một nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đã bay đến Hà Tiên, một tỉnh ở cực Nam Việt Nam, nay là tỉnh Kiên Giang. Khi chúng tôi đi bộ đến làng,
một mùi hôi thối nồng nặc cho chúng tôi biết những gì sẽ được chứng kiến. Đó vẫn là một cảnh tượng hãi hùng. 15 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị Khmer Đỏ đánh đập đến chết, nằm rải rác xung quanh ba túp lều tranh của họ. Lời giải thích cho cuộc thảm sát nằm trên những bức tường đất của một túp lều nơi ai đó đã vẽ nguệch ngoạc bằng than củi dòng chữ Khmer. Đây là đất của chúng tao. Nói cách khác, cuộc xung đột Việt Nam-Campuchia bắt nguồn từ những mâu thuẫn lãnh thổ từ xa xưa trong lịch sử được thổi bùng lên bởi tham vọng ngạo mạn của chế độ Pol Pot. Trong cuốn sách Brother Enemy, ông đã nêu rõ vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến này, điều gì đã khiến Bắc Kinh từ vai trò một đồng minh trụ cột của Hà Nội trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đó lại chuyển thành sang vị thế đối địch. Giáo sư Nayan Chanda đã trả lời, chúng ta phải thấy rõ một thực tế là Bắc Kinh, ngay cả khi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng là vì xuất phát từ lợi ích của chính họ. Họ muốn giữ cho biên giới phía Nam của mình luôn an toàn, và miền Bắc Việt Nam đối với Trung Quốc có tác dụng như một vùng đệm an ninh. Bởi vậy, họ viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, nhưng không bao giờ muốn Việt Nam trở nên mạnh hơn. Bắc Kinh từng khuyên Hà Nội kiên trì đường lối chiến tranh du kích, kéo dài cuộc chiến thay vì nỗ lực nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Việc Việt Nam thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975 đã đảo lộn những toan tính của Trung Quốc. Sau khi giải phóng miền Nam, Hà Nội đã có sức mạnh vượt trội, sẵn sàng nắm lấy vai trò tiên phong ở khu vực này. Trung Quốc luôn lo sợ về sự mất cân bằng trong cán cân quyền lực ở Đông Nam Á và khả năng Liên Xô thay thế khoảng trống quyền lực Mỹ để lại, thể hiện thông qua sự trỗi dậy của Việt Nam, một đồng minh thân cận của Liên Xô. Vì vậy, để làm suy yếu Việt Nam, Campuchia của Khmer Đỏ đã trở thành một đối tác lý tưởng của Bắc Kinh. Kể từ năm 1975, Trung Quốc bắt đầu viện trợ ồ ạt, không giới hạn cho chính quyền Pol Pot tại Campuchia, bao gồm tiền bạc, vũ khí. Trong khi đó, họ cắt hoàn toàn viện trợ đối với Việt Nam, đúng thời điểm Hà Nội đang ở giữa thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 2. Việc Trung Quốc cắt viện trợ cùng với sự thay đổi quyền lực tại Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối đã buộc Việt Nam phải xích lại gần hơn với Liên Xô, thể hiện thông qua Hiệp ước Đồng minh Việt-Xô. Và khi không ép được Hà Nội làm theo mong muốn của mình, thì Bắc Kinh đã chính thức xem Việt Nam là kẻ thù. Năm 1978, khi Đặng Tiểu Bình trở thành lãnh đạo tuyệt đối tại Bắc Kinh, thì một quyết định cứng rắn đã được đưa ra tấn công Việt Nam. Vậy thưa ông, việc Bắc Kinh hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Khmer Đỏ thì ai cũng đã thấy. Nhưng còn vai trò của người Mỹ, người vừa rút lui khỏi Đông Dương thì sao? Giáo sư Nayan Chanda trả lời, ban đầu Mỹ không hề muốn dính líu gì đến cuộc xung đột giữa Việt Nam và Campuchia, bởi vì sau khi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Mỹ chỉ muốn quên đi thất bại nhục nhã này. Năm 1977, khi Jimmy Carter lên làm Tổng thống, chính quyền Mỹ bắt đầu cân nhắc việc bình thường hóa quan hệ với Hà Nội nhằm hàn gắn những vết thương chiến tranh. Ban đầu, ông Carter muốn bình thường hóa quan hệ với cả Bắc Kinh và Hà Nội. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột giữa Việt Nam và Campuchia leo thang và người Trung Quốc bắt đầu can dự sâu hơn, họ đã thuyết phục được Washington rằng Việt Nam đang hành động đại diện cho lợi ích của Liên Xô, kẻ thù lớn nhất của Mỹ thời đó. Lập luận của Trung Quốc là nếu Mỹ và Trung Quốc không liên minh để ngăn chặn Việt Nam thì Liên Xô sẽ xác lập bá quyền của mình ở Đông Nam Á. Luận điệu này đã giành được sự ủng hộ của giới tinh hoa chính trị ở Washington, mà nổi bật là Brzezinski, cố vấn an ninh của Tổng thống, một người Mỹ gốc Ba Lan. Với lập trường chống Liên Xô, Brzezinski ngay từ đầu những năm 1978 đã đem xung đột Việt Nam-Campuchia là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Trung Quốc và Liên Xô. Mỹ và Trung Quốc chính thức phục hồi quan hệ ngoại giao vào ngày đầu tiên của năm 1979. Một tuần sau, quân đội Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh. Khả năng bình thường hóa quan hệ với Mỹ này được đặt ra với điều kiện Hà Nội rút toàn bộ quân đội ra khỏi Campuchia. Ngày 29 tháng 1 năm 1979, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Carter tại Nhà Trắng, ông Đặng Tiểu Bình đã tiết lộ quyết định đánh Việt Nam, cho họ một bài học hạn chế phù hợp để đáp trả sự bành trướng của Liên Xô. Đặng yêu cầu Mỹ ủng hộ tinh thần trên trường quốc tế, mặc dù yêu cầu Trung Quốc kiềm chế, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, Mỹ hầu như không có động thái nào phản đối Bắc Kinh. Ngược lại, Washington đã liên minh với Bắc Kinh và vận động các nước khác phong tỏa, cấm vận Việt Nam trong suốt hơn 10 năm sau đó. Thưa ông, như vậy Bắc Kinh không chỉ có vai trò hậu thuẫn cho chế độ Pol Pot chống Việt Nam những năm 1978-1979, mà họ còn dẫn đầu cuộc chiến ngoại giao trường kỳ cô lập Việt Nam suốt mười mấy năm sau.
Giáo sư Nayan Chanda nói, đúng vậy, tất cả những gì diễn ra ở Đông Dương suốt hơn một thập niên sau đó và bây giờ ở Biển Đông cho thấy sự thành công của cái gọi là chiến lược giành chiến thắng mà không cần phải thực sự chiến đấu. Nó cũng cho thấy quyết tâm và sự kiên trì đến mức tàn nhẫn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chống Việt Nam khi Hà Nội tiến vào Campuchia. Tôi đã xuất bản một bài báo tóm tắt kế hoạch này trên tờ Kinh tế Viễn Đông vào tháng 12 năm 1978. Như bài báo đưa tin, trong chuyến thăm Campuchia tháng 11 năm đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Đông Hưng đã khuyên Pol Pot từ bỏ Phnom Penh, rút lui vào rừng để tiến hành chiến tranh du kích. Vương lập luận rằng bằng cách từ bỏ thủ đô khi đối mặt với Việt Nam và lực lượng nổi dậy, người Campuchia sẽ không chỉ làm nổi bật ý đồ xâm lược của Hà Nội đối với các nước láng giềng Đông Nam Á đang hết sức lo lắng, mà cuối cùng còn giúp đánh bại người Việt Nam bằng cách làm cho Việt Nam sa lầy vào một cuộc chiến tranh du kích quá sức tốn kém. Những gì xảy ra sau đó, theo đúng kịch bản mà Trung Quốc đã dự liệu, việc Việt Nam bị Khmer Đỏ cầm chân ở Campuchia lâu dài đã cho Bắc Kinh lý do để bêu xấu Hà Nội. Cuộc chơi lâu dài của Trung Quốc là phớt lờ nạn diệt chủng đã cướp đi hơn 1 triệu sinh mạng, viện trợ tiền bạc và trang bị vũ khí cho quân đội du kích chống quyền Việt Nam. Giữ ghế tại Liên Hợp Quốc trong một chế độ Khmer Đỏ hỗn loạn trong vai trò chính phủ hợp pháp, vận động dư luận quốc tế chống Việt Nam. Trong hơn chục năm đối đầu với Việt Nam trên chiến trường thông qua những tay súng ủy nhiệm và trong các diễn đàn ngoại giao quốc tế, Trung Quốc đã kiên trì theo đuổi chính sách mà họ đặt ra trong các cuộc họp bí mật ở Bắc Kinh và Thái Lan. Năm 1989, quân đội Việt Nam đã được rút khỏi Campuchia dưới áp lực ngoại giao mạnh mẽ, bao gồm cả từ Liên Xô, nước mà Trung Quốc vừa đạt được một sự hòa hoãn ngoại giao. Tháng 9 năm 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam bí mật bay tới thành đô của Trung Quốc để đạt được một thỏa thuận mở đường cho việc hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1991. Giờ đây, sau 40 năm, Bắc Kinh đã xác lập ảnh hưởng rất gần đối với Campuchia. Campuchia đã trở thành nước nhận các khoản vay và viện trợ lớn nhất, hơn 10 tỷ đô la của Trung Quốc ở Đông Nam Á và là một trong những điểm đến quan trọng nhất của đầu tư từ Trung Quốc. Sự phụ thuộc của đất nước này vào Trung Quốc được nhấn mạnh bởi thực tế là 62% nợ của Campuchia hiện tại là nợ Trung Quốc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người từng gọi Trung Quốc khi ủng hộ chế độ Khmer Đỏ là gốc rễ của mọi thứ xấu xa, giờ đây lại trở thành đồng minh trung thành của Trung Quốc. Vậy ông có nghĩ rằng Việt Nam, chúng tôi khi đó đã có phần ngây thơ với Trung Quốc, một đồng minh từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh không? Giáo sư Nayan Chanda đã trả lời, tôi không cho rằng Việt Nam ngây thơ trước ý đồ của Trung Quốc, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó đều tin vào các nguyên tắc giá trị của chủ nghĩa xã hội và họ hy vọng rằng Trung Quốc trong tư cách một nước xã hội chủ nghĩa anh em sẽ hành xử một cách tử tế. Và vì thế Hà Nội cảm thấy khá là thất vọng khi Trung Quốc ứng xử giống như một quốc gia bá quyền thay vì là một nước cùng theo chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc gặp ở Thành Đô năm 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị tái lập quan hệ xã hội chủ nghĩa anh em, nhưng Trung Quốc đã từ chối. Tôi cho rằng giờ đây thì có lẽ không mấy ai còn mơ hồ về Trung Quốc nữa. Những gì đã xảy ra là minh chứng rõ ràng cho sự thật mà Lord Palmerston đã từng nêu ra. Một quốc gia không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Trung Quốc và Việt Nam nối liền núi, sông liền sông, nhưng Trung Quốc từ ngàn năm nay vẫn luôn có âm mưu thôn tính nước ta, nên tất cả những lời nói hành động của họ, chúng ta cần luôn cảnh giác và đề phòng. Có một bài viết gần đây xuất hiện trên trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc, vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành đại hội đảng với nội dung tố cáo Việt Nam vi phạm chính sách 30, gây ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa hai nước và hòa bình ở khu vực. Đây là 10 bài viết khá thú vị mà kênh muốn chuyển đến cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Thời gian này, ở Trung Quốc xuất hiện khá nhiều tin đồn về đảo chính nhắm vào ông Tập Cận Bình. Triều Tiên thử tên lửa bay qua không phận Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản báo động cho công dân của mình sơ tán xuống các ga tàu điện ngầm qua sóng điện thoại để giảm thiểu thiệt hại nếu như có bị tên lửa Triều Tiên lao xuống mặt đất. Rất may là điều đó đã không xảy ra. Bài viết này được tung ra đồng loạt trên các trang mạng lớn như 163, mạng Sina và một số mạng khác đăng tải lại vào thời điểm này. Không hiểu là thông điệp ngầm của ai và để ai dằn ai. Thế nhưng, nó kết luận rằng Việt Nam đang cố gắng lôi kéo các cường quốc và các kẻ thù của Trung Quốc để chống lại Trung Quốc theo kiểu vừa hợp tác vừa diễn biến hòa bình. Mở đầu bài viết,
quả thật như là chơi với dao, như đua với lửa, có ngày đứt tay, có ngày tự tay đốt nhà mình chứ chẳng chơi, khi mà Hà Nội đã cho Mỹ thò chân vào đây với một cái đại sứ quán có kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đô la. Đó là một con số khá lớn. Nhưng điều đáng nói là con số cho thuê 995 mà Hà Nội đã ký với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào năm ngoái đã gây ra rất nhiều dấu hỏi lớn cho chúng ta. Bởi đó sẽ trở thành một tiểu vương quốc của người Mỹ ở đó. Với diện tích sàn xây dựng 39.000m², nhiều người trong số chúng ta sẽ buộc phải thắc mắc, từ kinh phí đến diện tích và thời hạn cho thuê đều vượt quá tiêu chuẩn của một đại sứ quán, một kênh liên lạc ngoại giao giữa các nước. Theo ước tính, một không gian rộng lớn như vậy đủ chỗ làm việc cho gần 10.000 con người. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có cần thiết phải duy trì một lượng nhân viên lớn đến mức đó tại một đất nước nằm cách xa mình cả nửa vòng trái đất như vậy hay không? Hay Mỹ còn có ý đồ gì khác? Các nhân viên người Mỹ sẽ bay sang Việt Nam như đi chợ. Số nhân lực khổng lồ đó hiện diện tại Hà Nội sẽ được giao những nhiệm vụ nào thì chưa biết. Nhưng trước hết ta phải thấy rằng Hà Nội đang tỏ rõ một thái độ khá cứng đầu và không lùi bước trong các tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa. Hà Nội đã chọn cách bắt tay với Mỹ, cựu thù của mình, nhưng hiện tại đang là kẻ thù của Trung Quốc, kẻ đã làm điêu đứng nền kinh tế của Trung Quốc trong những năm qua. Họ gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho người dân Trung Quốc trong cái thế bị kẹp hai đầu như vậy. Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm vỗ về người láng giềng phương Nam rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình và không có tham vọng về lãnh thổ phi lý và muốn gây chiến với các nước láng giềng. Thế nhưng, Hà Nội dường như là hiểu ngược lại điều đó và luôn tìm kiếm những đối trọng để phản ứng lại với Trung Quốc một cách thái quá. Lần này là Ấn Độ. Nước cũng có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc trong nhiều năm qua. Không những thế, Hải quân Việt Nam và Ấn Độ liên tục tập trận với nhau như một đôi bạn cùng tiến. Vào thời điểm nước Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine, phía Việt Nam cũng tỏ ra khá là đề phòng. Thì dù Ấn Độ liên tục tập trận ở Vịnh Cam Ranh, và cho đến nay, sự hiện diện của Ấn Độ tại quân cảng này đang ngày càng dày đặc, lấy cớ bảo trì, bảo dưỡng và tiếp liệu các tàu của Ấn Độ đi qua khu vực Biển Đông với những hoạt động diễn ra rất nhộn nhịp và Trung Quốc tất nhiên không thể can thiệp và cấm cản điều này. Sự hiện diện của các chiến hạm Ấn Độ tại quân cảng nguy hiểm nhất của Việt Nam là một sự uy hiếp trực tiếp đến các tiền đồn của Trung Quốc tại đây. Rõ ràng là hai quốc gia này đang hình thành một sự liên kết đặc biệt về quân sự. Các tàu chiến của Trung Quốc hiếm có cơ hội được giao lưu với hàng xóm Việt Nam. Thế nhưng kẻ địch của Trung Quốc là Ấn Độ lại ra vào nơi đây rất dễ dàng. Đó là một dấu hỏi lớn cần phải đặt ra. Một dấu hỏi nữa liên quan đến khu vực phía Nam của Việt Nam. Đó là một cảng hàng không vũ trụ sắp được nước Nga xây dựng tại đây. Việt Nam nói rằng muốn phát triển các lĩnh vực không gian có vẻ như đây là một cái cớ khá hoàn hảo để nước Nga triển khai các tên lửa tầm xa tại đây. Nếu được đặt tại đây, các tên lửa này có thể bay tới Mỹ trong vòng chưa đầy đến 10 phút. Nhưng nó cũng có thể đe dọa trực tiếp đến Trung Quốc. Cũng cần nhắc lại rằng sự hiện diện của người Nga tại căn cứ Cam Ranh đã trở thành một mối đe dọa thường trực khiến cho Trung Quốc dây dứt đứng ngồi không yên. Kể từ sau khi Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học vào năm 1979 cho đến năm 2002, khi người Nga rút hoàn toàn khỏi căn cứ này, chúng ta mới tạm gọi là thở phào. Khi đó Hà Nội đã tỏ ra ngoan ngoãn bằng chính sách 3-0, nhưng giờ đây họ đang cố gắng vi phạm những gì mà mình đặt ra, bằng việc lôi kéo những đối trọng nặng ký để chống lại Trung Quốc láng giềng của họ. Phải chăng là tiểu bá Việt Nam vẫn chưa biết sợ? Các bạn thân mến, trên đây là những luận điệu diều hâu được chính quyền Trung Quốc bật đèn xanh cho các tờ báo đảng của nước này đăng tải, nhằm phát động một cuộc tâm lý chiến và phát động một chiến dịch bôi nhọ về đường lối phát triển của Việt Nam. Từ trước đến nay, họ luôn tìm cách phá chúng ta và chưa bao giờ từ bỏ việc đó. Thế nhưng, ngoài việc tìm cách phá hoại và bôi nhọ, thì những hành động này cũng là dịp để họ đánh lạc hướng dư luận về những thứ họ sắp tiến hành và những kế hoạch thâm hiểm họ đã làm được. Người dân Trung Quốc chỉ biết đến việc Việt Nam lôi kéo các cường quốc để chọc giận Trung Quốc mà quên đi cái căn cứ hải quân Dream nằm cách đảo Phú Quốc của Việt Nam có 40 cây số, sắp được Trung Quốc triển khai rất nhiều hàng nóng. Nhiều loại đồ chơi nguy hiểm có thể dí vào sườn Việt Nam, không nhằm mục đích nào khác là buộc Việt Nam phải ngoan ngoãn xuống thang trong các tranh chấp ở Biển Đông trong tương lai. Nếu không có sự hiện diện của người Nga dưới vỏ bọc hàng không vũ trụ ở đó, thì Việt Nam khó có thể quan sát được các động thái của Trung Quốc ở đây để tìm ra phương án đối phó.
Ngoài ra, ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc cũng đã cho xây dựng các trận địa pháo và tên lửa áp sát biên giới của chúng ta gần 40 cây số. Vậy nên ở miền Bắc, chúng ta cần có sự hiện diện của người Mỹ để chia sẻ các thông tin tình báo là điều dễ hiểu. Về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chỉ cần có một lực lượng hải quân luôn được rèn giũa như một lưỡi dao sắc lẹm để sẵn sàng đâm vào kẻ thù một nhát chí mạng nếu chúng có hành động xâm phạm bờ cõi và chúng ta chọn hợp tác với Ấn Độ. Ngoài ra, việc Trung Quốc có những luận điệu kiểu như thế này cũng là phần vì nội bộ của họ đang có những biến động ở bên trong. Với những âm mưu xoán quyền đoạt vị từ bên trong, những tin đồn và đảo chính thanh trừng trong nội bộ nước này được tuôn ra trong những ngày qua và những ngày đầu tháng 10 vừa qua đã làm cho xôn xao dư luận khi một đoàn xe quân sự dài hơn 80 cây số chắn đường vào Bắc Kinh. Hàng ngàn chuyến bay trên không phận của Trung Quốc đã bị hủy một cách không lý do và hình ảnh các nhân viên an ninh cầm súng canh gác ở các sân bay dân sự đã gây ra không ít sự hiếu kỳ. Cuộc đấu đá giữa phe nhóm giữa Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và họ thì luôn muốn chuyển nhiệt ra bên ngoài. Đây là một chiêu trò mà họ vẫn làm và họ nói rằng Việt Nam vi phạm chính sách 3-0. Quả thật là một điều nực cười. Có vẻ như họ đang muốn gây sự thì đúng hơn. Video của kênh xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Trải qua bao năm tháng bên cạnh gã láng giềng béo bụng Trung Hoa, hẳn người dân Việt Nam nào cũng có tâm lý cảnh giác với dân tộc phương Bắc này. Chúng ta cần để ý mọi vị trí trên bản đồ Việt Nam vì Trung Quốc có thể tìm mọi cách để nguy hại đến an ninh dân tộc. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Vũng Áng, nơi mà được mệnh danh là đỉnh của tam giác máu và là địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. Nhìn trên tấm bản đồ có hình tam giác màu đỏ này, tôi và các bạn có thể thấy Vũng Áng rất gần với đảo Hải Nam, nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm Nam Hải Trung Quốc. Căn cứ này chỉ cách Đà Nẵng Việt Nam khoảng 150 hải lý. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, căn cứ này đi vào hoạt động từ năm 2010 và có sức chứa lên đến 20 tàu ngầm nguyên tử chiến lược có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Rõ ràng, sự hiện diện của hạm đội Nam Hải đã mang đến khá nhiều mối an ninh cho các nước ASEAN cũng như là tàu bè của các nước đi qua Biển Đông. Do Vũng Áng rất gần đảo Hải Nam lại có khả năng xây dựng cảng nước sâu rất lớn, nên Trung Quốc đang tìm cách thò chân vào đây từ rất lâu. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành đã có những cảnh báo về việc Việt Nam cho Trung Quốc thuê vùng cửa khẩu Vũng Áng như sau. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc đưa được một hạm đội từ Nam Hải sang Vũng Áng thì cả vịnh Bắc Bộ sẽ không có giao thông và Việt Nam sẽ không thông thương được với nước ngoài và bị biến thành một cái hồ riêng của Trung Quốc. Hạm đội trên biển của Trung Quốc đã rất mạnh rồi. Nếu bây giờ họ có một điểm tựa ở trên đất liền nữa thì đó là một nguy cơ rất lớn với nước ta. Tiềm năng về kinh tế lớn lại có vị trí quốc phòng quân sự nhạy cảm nên hiện nay cảng biển cửa khẩu Vũng Áng đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các tập đoàn Trung Quốc. Về mặt tiềm năng kinh tế của nơi đây thì thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng nước này một độ sâu tự nhiên tốt nhất Việt Nam, được che chắn bởi dãy núi và các con đê chắn sóng vươn dài ra biển. Quan trọng hơn, cảng Vũng Áng có một vị trí rất thuận lợi trong mạng lưới giao thông đường bộ với nước bạn Lào, Thái Lan và qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng tuyến quốc lộ 8A và quốc lộ 12. Vũng Áng cũng rất gần với các tuyến đường hàng hải chính đi từ Bắc Á đi Nam Á hay đi từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương. Trong tương lai, theo lời của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thì chính phủ Lào đang cho nghiên cứu khả thi về dự án đường sắt nối Lào và Việt Nam, có chiều dài khoảng 400 cây số chạy từ huyện Telek của Lào đến cảng Vũng Áng, với tổng mức đầu tư lên đến 2 tỷ đô la. Tuyến đường sắt này sẽ là cửa ngõ quan trọng để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hợp tác đầu tư tuyến vận tải hàng hóa từ Lào, Thái Lan đi các nước và theo chiều ngược lại thông qua cảng biển Vũng Áng. Với những lợi thế về thiên thời địa lợi như trên, nên nếu nói Vũng Áng là đỉnh của tam giác máu và là địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn, thì đó đúng là đến từng câu chữ. Vậy nên, việc cảnh giác với các tập đoàn Trung Quốc muốn thò chân vào đây luôn được đặt ở mức cao nhất. Tại nơi đây đã hình thành một cuộc đấu tranh tranh giành ảnh hưởng khi Trung Quốc đổ rất nhiều tiền và tình báo vào nơi này. Mục đích của Trung Quốc sẽ thành công nếu Trung Quốc đưa ra một tập đoàn kinh tế vào Vũng Áng để làm nội ứng. Việc làm chủ được vị trí này đồng nghĩa với việc họ sẽ biến nơi đây thành tiền đồn để phục vụ đắc lực trong việc đối phó với các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ.
khi Mỹ điều tàu chiến đến nơi mà Trung Quốc tuyên bố lêu láo rằng đây là ao nhà của nhà mình. Cảng Vũng Áng là cửa ngõ nhìn ra Biển Đông. Nếu các tập đoàn của Trung Quốc thò chân vào được Vũng Áng và cắm chốt trong thời gian tới, thì nó giống như một con ngựa thành trôi. Hậu quả sẽ khôn lường như thế nào hẳn ai cũng nhìn ra. Chỉ cần viện vào cái cớ chở hàng vào, thì các tàu quân sự núp bóng trá hình của Trung Quốc dễ dàng neo đậu vào khúc ruột non trên đất liền của Việt Nam. Những ai quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông và các cuộc đụng độ do tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam gây ra, ví dụ như vụ bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì hẳn đã biết quá rõ. Lúc đó, các chiến sĩ của chúng ta đã phải nỗ lực đuổi chúng ra khỏi vùng biển rất vất vả. Trên biển đã rất vất vả như vậy, nhưng chúng tôi thật không thể hiểu nổi tại sao một tập đoàn gây ô nhiễm và được các tổ chức bảo vệ môi trường trao giải cái chết đen Formosa lại có mặt ở Hà Tĩnh, lại xuất hiện gần cảng Vũng Áng thuộc vùng tam giác máu mà chúng tôi đã nói ở trên. Không những thế, nó đã để lại những hệ lụy và di chứng rất lớn. Vào năm 2016, người ta đã phát hiện hàng loạt đường ống xả thải được lắp đặt chìm xuống đáy biển. Sau khi nó đã gây ra thảm họa cá chết trắng bờ tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi xin không bàn đến thảm họa này vì nó có thể gây lan man cho người nghe. Nếu muốn biết, các bạn có thể tham khảo trên mạng Internet. Chỉ biết rằng trong cái rủi chỉ có cái may. Chuyện đã đến tai Trung ương và lúc đó người ta mới té ngửa người. Tại sao một vị trí chiến lược như Vũng Áng, đám quan lại ở Hà Tĩnh lại dám rước một tập đoàn của Đài Loan Trung Quốc vào đây? Không đánh đổi an ninh quốc gia với bất kỳ điều gì đó đã được xem là xương sống, đã được Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo Việt Nam sắc khuyết. Lấy đó làm thước đo kim chỉ nam trong chiến lược phát triển đất nước. Thế nhưng, sự xuất hiện của các tập đoàn Trung Quốc tại đây, ngoài các yếu tố về an ninh quốc phòng, nó cũng gây rất nhiều xáo trộn với đời sống và hệ lụy xã hội. Theo số liệu từ nhiều bài báo, có lúc số lao động Trung Quốc đang có mặt ở công trường Formosa ở Vũng Áng lên đến 4.000 người, tuy con số được cấp phép trên giấy tờ chỉ có 800 lao động. Đưa lao động phổ thông sang Việt Nam, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược một mũi tên hai mục đích. Một mặt là để giải quyết nạn thất nghiệp ở trong nước đầy khó khăn cho Việt Nam, làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp tại Việt Nam. Mặt khác, trong số hàng vạn lao động đó, ai mà biết được có bao nhiêu người dùng vỏ bọc lao động để che giấu các hoạt động tình báo không được pháp luật Việt Nam cho phép, một bài đăng trên báo Đời Sống Pháp Luật viết. Mặt khác, ý thức kỷ luật của lao động Trung Quốc rất kém, gây mất an ninh trật tự ở địa phương như trộm cắp, say rượu, tranh chấp công việc. Một số lao động Trung Quốc lấy vợ Việt Nam nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tình trạng hôn nhân bất hợp pháp như nêu trên đã dẫn tới việc hình thành các xóm, các phố người Hoa mới tại Việt Nam. Điển hình như tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã hình thành một làng ngay gần khu vực nhà máy với nhiều nhà hàng, quán ăn xuất hiện nhiều chữ Hoa trên bảng hiệu. Sự xâm chiếm về lãnh thổ bằng vũ lực đã bị cả thế giới lên án. Sự gặm nhấm theo kiểu cắt lát, cắt xúc xích cũng không thể che đậy được những cặp mắt cảnh giác của chúng ta. Vấn đề là tại sao chúng ta lại mất cảnh giác với sự gặm nhấm theo kiểu đẻ trứng trong lòng địch như vậy? Theo đó thì bất kỳ cô gái Việt Nam nào đẻ con cho người Trung Quốc thì coi như cô gái đó cũng là người Trung Quốc sau khi nhập tịch theo chồng. Và đứa con đẻ ra cũng mang quốc tịch Trung Quốc. Trung Quốc đưa sang đây thứ đàn ông thừa và hết đát để nhân giống ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Thế mới đau, nhưng đau nhất lại có một kẻ tiếp tay cho chúng, thò bàn tay lông lá của mình vào Vũng Áng, cho chúng cắm chốt ở đó những 70 năm. Kẻ cho chúng thuê đất 70 năm có tên là Võ Kim Cự. Hiện Cự và gia đình đã trốn sang Canada và mua quốc tịch tại đó. Nhưng những di chứng mà Cự để lại thì không biết 70 năm nữa nó có hết hay không. Ai đi đến Hà Tĩnh mà đi qua Formosa thì đều nói rằng nó như là một khu tự trị giữa lòng nước Việt. Người Việt khó mà bước vào. Và các phóng viên Việt Nam muốn bước vào tác nghiệp cũng rất khó. Nếu có vào được thì cũng chỉ được đi theo những nơi đã được chỉ định sẵn. Cuộc xâm lược mềm của Trung Quốc với sự tiếp tay của những tên Việt Nam suýt chút nữa đã thành công nếu như chúng không gây ra thảm họa cá chết khiến cho chúng ta phải giật mình. Đến lúc này, ai cũng thắm rằng an ninh quốc phòng không thể đem ra để đánh đổi lấy kinh tế như lời tiến sĩ Lê Văn Bảy, một chuyên gia về logistics đã nêu. Về kinh tế, ta có thể mời gọi nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển ở Vũng Áng, nhưng quan trọng là phải tăng cường công tác giám sát và phòng ngừa. Xét về yếu tố an ninh quốc phòng, Vũng Áng không chỉ đơn thuần là cảng biển, mà địa điểm này còn có vị trí chiến lược về mặt quân sự và rất quan trọng. Nơi đây có thể chúng ta phải giữ nó bằng máu. Nói Vũng Áng là đỉnh của tam giác máu, các bạn còn có thấy sai hay không?
Vậy để sửa chữa sai lầm đã để cho Trung Quốc bước chân vào Formosa. Các bạn thấy sao nếu để cho các quốc gia đang muốn dạy cho Trung Quốc một bài học như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ cũng xuất hiện tại Vũng Áng với cự ly rất gần đảo Hải Nam của mình thì ai cũng thừa biết rằng Vũng Áng là một vị trí có thể đe dọa trực tiếp tới các quân cảng tàu ngầm của Trung Quốc bất cứ lúc nào.